Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 4 tháng 11, đoàn công tác do Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Con Tum Yên Học làm trưởng đoàn, kiểm tra công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống người dân tộc thiểu số tại xã Sa Sơn, huyện Sa Thầy. Ngày 19 tháng 11 năm 2019 Ủy ban nhân dân tỉnh Con Tum đã ban hành quyết định 1308 về việc phê duyệt đề án bảo tồn phát huy giá trị văn hóa làng truyền thống các dân tộc thiểu số tỉnh Con Tum giai đoạn 2020-2025. Trong đó chọn làng Ba Gốc, xã Sa Sơn, huyện Sa Thầy triển khai thí điểm tiến hành bảo tồn không gian làng, cảnh quan thiên nhiên, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với thúc đẩy du lịch. Sau 4 năm triển khai đề án, Làng Ba Gốc có 27 hộ dân thường xuyên dệt thổ cẩm, 5 hộ thường xuyên đan lát, 71 hộ nấu rượu cần tại các dịp lễ hội, sinh hoạt tại nhà. Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế, việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của người Gia Rai tại làng Ba Gốc, xã Sa Sơn chưa được đầu tư bài bản. Các cơ sở phục vụ, nhu cầu thiết yếu vẫn còn thiếu. Sau khi kiểm tra thực tế và làm việc với chính quyền địa phương, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Yên Ngọc đề nghị đảng ủy, ủy ban dân xã Sa Sơn cần có kế hoạch cụ thể trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Từ nay đến cuối tháng 12 năm 2022 cần đẩy mạnh cuộc vận động, thay đổi nếp nghĩ cách làm, nhanh chóng khắc phục vấn đề vệ sinh môi trường, xây dựng các tuyến đường hoa tại làng Ba Gốc. Phó Chủ tịch Ủy ban Dân tỉnh đề nghị huyện Sa Thầy cần nhanh chóng hoàn thành báo cáo về công tác triển khai đề án 1308 từ năm 2020 đến nay đồng thời lập phương án kế hoạch triển khai cụ thể làm sao đến năm 2025 đạt được các mục tiêu đề án đặt ra. Sở Văn hóa thể thao và du lịch phối hợp tích cực hơn nữa với chính quyền huyện Sa Thầy, xã Sa Sơn để triển khai các hạng mục của đề án, yêu cầu sớm đưa làng Ba Gốc thành điểm du lịch trải nghiệm của huyện Sa Thầy.